cái này đỡ đó đói hả con? Ôi cưng nha. Còn nhớ mẹ không? Có muốn đi học không? Muốn nhiều không? Đi học lớn là làm gì? À còn con. Hửi nữa hả? Trời ơi. Thôi. Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị. Hiện tại thì em đang có mặt ở Bình Chánh. Hôm nay em xuống thăm lại hoàn cảnh của năm cha con đang sống trong căn nhà mục nát. Mưa thì nước ngập, vợ thì bỏ đi cũng rất lâu rồi. Hiện tại thì cuộc sống của năm cha con rất là khó khăn. Ngày hôm bữa thì em xuống em bắt gặp được cái cảnh tượng là mới vừa mưa khoảng 15 đến 20 phút thôi mà em thấy là nhà nước ngập đầy trơn. Nhìn rất là thương luôn á. Các bé phải múc nước phụ với cha mình tát ra ngoài, nhưng mà khi mà tát xong thì nước lại tràn vô nữa. Cảnh nó thật sự là rất là khổ luôn á, không biết là các bé sẽ ngủ như thế nào nữa. Nên là hôm nay em xuống đây để em thăm lại hoàn cảnh của năm cha con, cũng như em sẽ mua một món quà của bà sư cô bên hội từ thiện Ni Viện Thị Bảo Châu gửi tặng cho năm cha con. Món quà này sẽ giúp cho năm cha con có giấc ngủ ngon hơn. Trước tiên em Nghĩa xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú chị đã luôn đồng hành cùng em. Con xin chân thành cảm ơn sư cô, con cảm ơn cô Hằng đã luôn đồng hành cùng con suốt mấy năm nay ạ. Bây giờ em sẽ đi mua đồ để gửi tặng cho năm cha con ạ. Rất mong tất cả cô chú anh chị em xem, nếu mà có yêu thích video này thì cho em xin một like, một chia sẻ để lan tỏa yêu thương được nhiều ông bà cô chú chị mạnh thường quân biết tới, để san sẻ giúp đỡ cho năm cha con vượt qua khó khăn này ạ. Mấy con ơi, mấy con mở cửa chú Nghĩa đi. Mấy con mở cửa cho chú Nghĩa cho nhà. Chào con nha. Trời ơi, nước gì á hả? Con ăn gì vậy? Chán chứ. Chán hả? Rồi cha đâu rồi? Bay làm rồi hả? Ra đây con. Trời ơi thương cái vậy. Nước ngập trơn rồi. Mấy ngày nay mấy con có nhớ chú Nghĩa không? Nhớ thì sao, con gái nói chú Nghĩa nghe nè. Đợi chú Nghĩa qua mà chú Nghĩa không qua. À con đợi chú Nghĩa qua làm chi? Có tiền. Có tiền hả? Bánh kẹo ăn. Có bánh kẹo ăn hả? Đi ra đây ngồi nói chuyện chơi nè. Út đang lội nước hả? Trời ơi. Gặp nhà vô, đầy luôn. Bữa nay mấy anh em được mặc đồ mới ha. Đồ của ai cho quên người ta? Ông Đức Tâm. À Mạnh Thường Quân ha. À Út ơi, chú Nghĩa có số điện thoại ba không? Chú Nghĩa mới điện ba con về rồi. Út có nhớ chú Nghĩa không? Nhớ thì sao? Nhớ nhiều không? Ngày hôm bữa em đi quay thì em thấy nước ít, bữa nay nước quá trời luôn. Mưa nhiều hả? Mưa nhiều hả con hả? Tại bọc mà. Trời ơi, hình như là mưa nước không rút luôn á. Rồi hôm bữa giờ mẹ có về thăm con không? Không hả? Bây giờ nhớ mẹ nhiều không? Nhớ thì sao? Nhớ thì sao? Bây giờ con tâm sự với mẹ đi. Nói mẹ ơi, mẹ về với con. Trời ơi, ăn miếng bánh tráng gì hả? Con ăn thấy ngon không? Trưa nay mấy anh em ăn cái gì? Ủa con gái ơi, con lại đây nè. Chú Nghĩa hỏi nè, trưa nay mấy con ăn cái gì? Cơm. Ăn cơm hả? Rồi trong nhà có cơm không? À trong nhà còn cái gì khác ăn không? Mà ăn này vậy? Ăn cơm. Ừ. Mà mấy con ăn thấy ngon không? Trứng hả? À từ hôm bữa giờ đứa nào nhớ chú Nghĩa nào giơ tay lên. Có Út à, có hai đứa à. Vậy là Út nhớ chú Nghĩa nhiều ha. Trời ơi cưng quá, ăn thấy thương vậy.
không giọt nước này nha, nước này dơ á. Trời ơi. Bây giờ các con dẫn chú Nghĩa đi tham quan ha. Rồi đi vô đi. Cha đi làm bỏ lại bố đứa nhỏ ở nhà nó thương ghê. Kéo quần lên con ơi. Nước hôi vậy. Ở nhà ăn uống vậy đó hả? Cái gì vậy? Cua đồng hả? Trời ơi. Mấy con ở nhà cẩn thận nha, nước. Cây ngập ớt vậy á. Ăn vậy á hả? Chấm muối ăn hả con? Con ăn ngon dữ không? Muối ớt hả? Muối ớt này ai làm? Chị Hai hả? Trời ơi, cưng ghê không? Đói bụng chưa? Đói rồi hả? Cha chưa về. Cha chưa về hả? Vậy là cha chưa về nên là ăn cái này đỡ đó đói hả con? Trời ơi, cưng quá vậy. Mấy ngày nay cha cho ăn cái gì? Mì. Ăn mì hả? Có bánh nữa. Có bánh nữa hả? Mà ăn no không? Các con cho chú Nghĩa miếng được không? Thèm quá à. Chấm miếng ơi. Cho chú Nghĩa miếng bự luôn hả? Cảm ơn con nha. Thôi cắt đi. Bây giờ nè, các con cắt cho hết đi. Một xíu nữa chú Nghĩa cho vịt quay ăn. Cái gì vậy? Vịt quay. Cắt vô hết đi. Dẹp bánh vô hết đi con. Một xíu nữa chú Nghĩa cho vịt quay ăn nha. Vỗ tay thôi. Thích dữ không? Hôm nay con nghe có vịt quay ăn con vui dữ không? Con vui sao? Ăn được ngon. Con bây giờ nhớ mẹ nhiều không? Ít hả? Út ơi. Nhớ mẹ khóc nè. Gì á hả? Sao khóc hoài vậy? Mỗi lần con nhớ mẹ là con khóc hoài vậy hả? Đưa chú Nghĩa cầm cho nè. Thôi bây giờ cắt cái này vô đi. Một hồi nữa cho ăn vịt quay nha. Chứ ăn này một hồi là ăn vịt quay không được. Cắt chưa con? Hồi ăn vịt quay. Trời ơi, ăn thấy thương ghê không? Út ơi, con hôm bữa con tên gì chú Nghĩa quên rồi. Tên gì con? Lợi. Tên Lợi hả? Còn con? Danh. Còn con? Hậu. Còn con? Sang. Ừ. Biết hát không? Tặng chú Nghĩa một bài đi. Con hát trời. Không biết hát hả? Hát quá trời mà sợ. Con nhớ cua này con bắt ở đâu vậy? Ở kia rồi. Con bắt hả? Không, con biết nó bắt. Trời ơi. Sao con không thả đi? Thôi thả đi. Thả đi ha. Thả Dũng thôi. Thôi con thả ngoài đây cho nó sống đi. Đi thả đi con, để chết tụi nghiệp. Cho nó bơi đó. Không, con đổ con ngoài đất á. Lấy giết hậu. Đúng rồi, con đổ nước ra hết luôn đi. Đúng rồi. Rồi đổ về được rồi, cua tự bò đi ha. Đúng rồi, vô con. Vô á. Ba về kìa. Ba, chú Nghĩa à ba. Trời ơi. Cắt bánh tráng vô đi con. Bữa nay anh làm ca sáng hả? Ca đêm hả? Mấy tắm rồi, mấy tắm thì về. Dạ. Rồi xong. Nước ngập nào dữ anh? Mấy này mấy mưa, mấy này mưa không anh? Vậy hả? Mưa mấy này luôn. Dạ. Mưa tỉa luôn, mưa em đủ lọt luôn anh. Sao hè em mà giờ ngập vậy luôn anh? Dạ. Quá trời ngập luôn. Giờ ứng quải quải cái xì vô đây luôn. Dạ. Giờ ọc lên bữa, ọc quá trời. Tát cũng nói cũng vậy à. Ủa vậy là bữa nay anh làm ca đêm hả? Là anh mới về. Mình tắm rửa xong mới về. Dạ. Sáng giờ mấy con ăn cái gì? Bánh tráng không hả? Mì đâu không ăn con. Ông mua về sẵn mà.
Dê. Trứng. Trời ơi. Vậy là sáng giờ ăn bánh tráng không, không ăn cơm luôn hả con? Sao không có mì ăn con gái? Vô đi mấy con ơi. Đi lên trước này chú Nghĩa cho vịt quay ăn nè. Rồi. Rồi cơm đi con, trứng nè. Cua, tối nhớ mưa nhớ. Ra đây con. Con cầm vô giùm chú Nghĩa đi. Nhưng mà trước khi lấy á, chú Nghĩa nói cho nghe nha. Chú Nghĩa trích tiền của bà sư cô mua tặng cho mấy con nha. Cảm ơn bà sư cô. Ừ. Rồi, con lấy cái hộp đó vô đi. Ờ đúng rồi. Em nặng quá. Nặng quá hả? Chú Nghĩa mua một con vịt quay luôn mà, to lắm. Rồi vô hết rồi con. Ăn cơm rồi. Đây ơi. Để thao cơm rửa rồi vô coi. Mà tao không ngơm gì vô rồi, dùng bên vậy. Chén đĩa mà mặt thấy gì đâu. Lưới này ngập có rút được không anh? Dạ. Có rút được không? Nát hoài nó cũng vậy à. Ngập quá trời á. Tại mình thấp quá dưới lớp quầy ngoài kia á. Dạ. Giờ được đóng giờ nó ngập chạc rồi đóng rồi nên nó không rút nổi. Cái này phải thương hai khi nó rút nổi. Bây giờ mình tát ra nhiều nó ngập lại nhiều. Dạ. Rồi hôm bữa có cái cô nào cho quần áo mới đó rồi anh mặc cho bé chưa? Dạ có. Ship mở tủ á. Dạ. 3 thùng. 3 thùng hả? Dạ. Yeah. Đã với ta. 3 thùng. Dạ. Yeah. Đó. Áo đó. Dạ. Yeah. Lợi mang mặt á. Bà xanh đeo nào? Xanh á. Xanh á. Đâu? Đổ cái gì con? Cái gì cái gì? Cái đồ. Cái đồ hả? Của xanh á hả? Nhìn mấy nhỏ thấy tội quá. Quần áo này giặt được rồi nè, sang sang ơi. Con mặc đi, con không giặt đồ em, đồ mới, con không giặt đồ em, hư hết, sang sang sang. Cái giặt đồ đi chứ, đi chơi quầy. Ba, con lấy dụng. Đây, con lấy không? Ba, con lấy dụng rồi. Bắt buồn quá à. Giờ cái đường cống này con ngập luôn. Dạ. Hôm nay em xuống thăm anh á, thì có bà sư cô tặng cho anh một chiếc giường với một cái niệm. Với em có mua thêm 5 cái gối cho anh luôn. Dạ. Chút xíu nữa xe chở vô cho mình luôn á. Dạ. Có mua cho anh một con vịt quay luôn. Chút xíu mấy cho con ăn cơm ha. Dạ. Cảm ơn luôn. Dạ. Bữa giờ có trông em xuống không? Dạ. Bữa trời xuống hỏi ai tặng cho ba bộ đồ á. Ba dạ. Bộ đồ á. Cảm ơn cái cô mà tặng cho mình. À. Câu đó hôm bữa câu gì em quên rồi anh à. Bữa điện sau đó mà em điện lại là gặp ai á. Dạ. Nói là nhận được ba thùng đồ rồi. Vậy cô nói là có nhận được thì báo cho biết. Dạ. Đó thì nhận được. Cưng gì đâu luôn á. Gì vậy? Chuyện kìa Hậu ơi. À. Tội quá. Mẹ cho mẹ ăn kìa. Đây, có thể uống sữa hả? Đây, đưa trứng ra dịch để bắt ăn lại luôn. Rồi tối anh ngủ sao anh? Rồi tối thì cả đêm. Uống đứa nhỏ ngủ đây. Rồi gói mà đâu em thấy vậy? Để bỏ tủ á. Dạ. Cái gì mới rồi? Chưa. Mẹ con quăng luộc rồi mà phải không? Để chán ai cho rồi sao? Nè. Nè nha. Ê. Má dạ. Má xin dạ. Chưa nấu xôi mà lại ra nấu rồi à. Nấu xôi ngủ được con. Không có con để trong tủ á. Ừ. Trong nhà ai ngoan nhất ta? Dạ. Út hả? Út ngoan nhất. Trong nhà ai lì nhất? Lệ ơi,
Nghĩa kêu con kìa. Đây nè. Đứng nè. Lại. Đây người. Coi ở đây. Bây giờ con nói chuyện với ông bà nghe nha. Từ hôm bữa giờ con nhớ ông bà nhiều không? Nhớ thì sao? Con nhớ có muốn khóc không? Có luôn hả? Từ hôm bữa giờ nhớ mẹ có còn khóc không? Còn khóc luôn hả? Bây giờ làm sao để hết khóc bây giờ? Lại nhìn dễ thương quá à. Rồi sáng giờ ăn bánh tráng không vậy đó hả? Chấm muối ớt ăn. Tội quá vậy. Nhưng mà tối con ngủ có lạnh không? Có lạnh hả? Anh ơi, bây giờ mình dọn chỗ luôn đi anh, để hồi để giường á. Em nghĩ là cái thùng đó về chỗ khác để giường ở đâu? Để chỗ này nó có dột. Chỗ này không dột hả? Vậy để sáng đó đó hả? Dọn sạch sẽ đi anh, để giường vô. Ngày nào giờ dọn. Dạ làm gì vậy? Con bà sĩ cô tặng cho con cái giường. Con thích dữ không? Thích. Mai mốt con có chiếc giường con ngủ ngon nha. Dạ. Rồi con ngoan ngoãn nha. Dạ. Mà ở nhà con có lì không? Có. Có hả? Út lấy gì vậy? Dễ muốn ăn. Có. Nói chuyện kìa. Ăn rồi. Cô rồi con. Ăn thật, dạ chưa ăn. Này, yeah. Các con có ai muốn gửi lời cảm ơn bà sư cô không? Rồi con nói chuyện đi, con cầm đi. Cảm ơn bà sư cô đã tặng cho con cái giường. Con vui thì sao? Để hồ dáng sợ dáng hả? Đi nè mấy con đi ở đây nè, tối nay được ngủ giường mới rồi. Lấy mình bự ra thích mình bự. Con nhé, nó dọn dẹp với cho chóng ghét luôn. Cắt nước hả? Con uống nước đi. Hết nước rồi. Hết nước hả? Chứ thường ngày con uống nước đâu. Qua con đi với. Hấp đi cái thùng qua con đi vô. Rồi lấy cái nước qua con đi. Chưa. Trong nhà không có nước uống luôn hả con? Trời ơi, thiếu thốn vậy. Cắt đường à. Chưa như bán thì cà, còn trà đá. Nước vô anh nhẹ, rồi giờ nó bị sập này luôn. Giờ là hầu như là dưới đây bị sập hết luôn rồi. Đây sập luôn rồi. Ủa anh? Em mới lấy phần dục vô rồi. Ngày nào mà anh làm ca đêm là sáng là mấy bé tự ăn hả? Dạ. Anh về này, trở giờ này mới về á. Vậy hả? Hồi nãy anh phụ xuống hàng nữa. Dạ. Nhưng mà sáng ăn bánh tráng không vậy? Hôm qua có mua mì với trứng nữa, chứ chưa. Chiều ăn trứng, sáng ăn mì. Giờ anh chẳng lấy mì ăn trước. Dạ. Mì ăn tối mà. Giờ không mì ăn cơm, để ăn cơm. Dạ. Chứ trong nhà đồ ăn ít quá nên là bé ăn đói á. Con ăn mì tráng. Chú Nghĩa xuống thấy ăn bánh tráng hết hồn luôn mà. Đóng cửa lại ăn bánh tráng. Trời ơi. Mẹ ơi, mẹ thấy cảnh này mẹ về mẹ cho tiền nuôi con đi chứ. Anh ơi. Dạ. Nếu một ngày mà vợ anh lỡ bị một người đàn ông kia hắt hủi á, vợ anh mong anh tha lỗi, anh có tha lỗi không? Đó em không biết nữa. Sao vậy? Tại vợ đang sống bên kia cũng được mà. Dạ. Tại bữa kia về nó không về. Dạ. Nó không về. Không về thôi, giờ kêu gì đó. Vợ đang bốn đứa bên kia, hai đứa bên kia nữa. Dạ. Đang ở quận 7 á. Dạ.
Nãy mới điện em thì nè. Dạ. Mới điện hỏi bố của nhỏ rồi. Nó đang làm chuẩn bị chạy về. Không về thì sao thì cũng chắc không về. Ví dụ thôi. Ví dụ em thì bình thường ha. Nếu mà giờ anh xin lỗi quay về thì anh chấp nhận hả? Mà chắc cũng không còn tình cảm như hồi trước. Dạ. Nhưng mà sao anh chấp nhận? Tại bố nhỏ thì nó không chịu nữa. Dạ. Nó kêu không mẹ về, nó không tha lỗi cho mẹ đâu. Trong các con ai muốn mẹ về giơ tay lên. Út hả? Ai không muốn mẹ về giơ tay lên. Không muốn nha. Không muốn mẹ về giơ tay lên. Có hai đứa hả? Giơ tay lên danh. Ai không muốn giơ tay lên. Vậy là Út không muốn luôn hả? Không biết là chịu về mẹ về nữa. Nó mẹ bỏ con mà. Dạ, nhìn tội ghê á. Ừ. Chú Nghĩa quay lên á để cho ông bà giúp đỡ con á. Các con chờ chú Nghĩa xíu nha, đợi gáp xong chiếc giường rồi cho ăn dịch quay ha. Trước giờ cha có mua dịch quay cho ăn không? Có hả? Lâu chưa? Lâu rồi ha. Chứ ngày hôm nay chú Nghĩa xuống thấy ăn bánh tráng không á, chấm muối ớt ăn. Ờ, chú Nghĩa khỏe, con khỏe không? Khỏe hả? Dạ khỏe. 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 Leo nè anh nghe nghe. Sao? Nhà này phá nè, leo bể đầu luôn. Trời ơi. Té đó, té đó. Dạ, mà chưa ba về á, hậu ra nữa. Hậu té hả? Về giấu đâu biết đâu, lại nói ba anh hậu té. Dạ. Leo đâu? Đây nè. Bể đầu. Dạ. Té đó. Vậy nên kia xong. Bể đây nè. Ừ. Các con có ai muốn tâm sự gì bước lên nha. Bước lên con. Ai bước lên tâm sự nào. 1, 2, 3 giỏi. Bước lên con. Không biết tâm sự gì hả? Nói hậu. Hậu hả? Lại nói lại. Lại hả? Bước lên lại. Trời giỏi vậy ta. Bước lên lại. Lên cầm cái cây nói con. Nè cầm đây. Trời hay quá Lợi ơi. Rồi con muốn nói chuyện gì nói đại đi. Nói gì cũng được á. Nói gì con? Nói gì cũng được á. Con nhớ ông bà. Con nhớ thì sao? Nhớ quá trời luôn. Nhớ quá trời luôn hả? Nhưng mà sao nhớ dữ vậy? Tại giúp đỡ mình. À, tại vì được ông bà giúp đỡ mình á hả? Nên con nhớ nha. Vậy là từ hôm bữa giờ là ngày nào con cũng trông chú Nghĩa xuống. Để chú Nghĩa cho bánh ăn hả? Trời à. Nhưng mà trông chú Nghĩa không xuống có buồn không? Buồn hả? Buồn nhiều không? Chú Nghĩa. Ừ. Chú Nghĩa thấy Lợi dễ thương lắm luôn á nha. Yêu quá buồn bị mít. Buồn khóc rồi đó. Sao khóc vậy Lợi? Lợi. Ôi cường quá. Sao khóc vậy? Mắt trưng trưng kìa. Lợi. Sao con khóc vậy Lợi đây? Trời ơi. Sao con khóc vậy? Ừ? Khóc rồi đó. Con buồn hả? Hay là con nhớ mẹ? Đâu chú Nghĩa nhìn mặt có khóc không? Có khóc không? Dạ. Thôi cười lên đi, cười tặng cái đi. Bữa nay vui mà. Ha. Chị hai ghẹo cho cười lại đúng không? Khóc là liêu liêu đó. Thôi liêu liêu đi. Cười cái 1, 2, 3. Nó. Mắc cỡ. Cỡ. Mắc cỡ quá Lợi ơi. Xe nãy giờ chưa vô tới nữa. Thường ngày là trong nhà ai rửa chén nhiều nhất? Coi với Hậu hả? Lợi có rửa không? Không hả? Hai người lớn rửa. Hai người lớn rửa hả con? Hai rửa không? Mỗi lần ăn xong là hai người lớn nhất rửa ha. Rồi đồ con giặt luôn hả? À, rồi. Điện đài anh đi làm anh cũng cẩn thận nha. Dạ, giờ em câu hết cái tay bằng một vậy. Dạ. Điện này mà sát nước là mình phải cách lên á.
các con rửa chén thì có mệt không? Có hả? Thôi gán đi con ha, mình không có mẹ mình phải tự lập hết con. Nhìn tội quá. Vậy là chị Hai rửa có một mình à? Rồi con hồi làm cái gì? À trước đó sao con biết rửa chén vậy? Hay là có ai dạy con không? Cô ba dạy. Ừ. Đồ quá trời, sao giặt nổi con? À, các con giặt đồ sao sạch nổi? Làm biến. Làm biến hả? Này rửa chén cái rửa chén hả? Vô này. Trong nhà anh nước chắc không rút được anh ơi. Vì cái đường không gian mình thắt hơn ngoài thì đường. Dạ. Nên giờ cũng là bãi ngặt quá. Nó tràn xuống á. Dạ. Nè mà không gian phải đi lại cho cao lên á. Ừ. Hả? Sao con? Ok. Lại đâu rồi? Lại ơi, con có thương chú Nghĩa không? Có không? Có hả? Có. Nói chứ, có không? Có. À, cảm ơn con nha. Xe vô tới chưa anh? Con thấy chị Hai giỏi không? Giỏi ha. Chị Hai đảm đang việc nhà quá mà. Ừ. Ngày hôm bữa con nói con mấy tuổi chú Nghĩa quên rồi. 4 tuổi. Con mấy tuổi? 3 tuổi. Không con á. Mấy? 10 hả? À. 11 tuổi. 11 tuổi giỏi rồi. 11 tuổi ở nhà chăm ba em rồi nấu cơm cho em ăn nữa. Vậy quá giỏi rồi. Ừ. Đồ này là của cô nào cho con? Bị gì vậy? Ờ, bị trầy á hả? Chén. Ừ. Chú ra chén con. Chén con ốp đây á hả? Chén nó quỷ lại. Các con bây giờ còn nhớ mẹ không? Không. Hết rồi hả? Con muốn đi học không? Ừ. Rồi đi học lớn lên làm cái gì? À còn con công ty luôn ha, làm công ty rồi có tiền về nuôi ai? Nuôi ba. À đã ha ta. Con mua đồ ăn cho ba. Mua đồ ăn cho ba. Đó, con nấu ha. Con quét nhà lắm. À quét nhà cho ba nữa hả? Củ cải nha. À chặt củ cải ra luôn ha. Trong nhà các con biết làm đồ ăn không? Ừ. Biết luôn hả, giỏi với ta. Út biết làm cái gì? Còn nhỏ quá đúng không? Ừ. Còn con? Rửa chén cả bữa chén hết rồi. À còn con? Cũng làm gì luôn. Còn con? Rửa chén luôn. À gì? Cái gì con làm cái gì? Đợi ơi, chú Nghĩa nó bụng quá à. Ừ. Trong nhà con có gì cho chú Nghĩa ăn không? Bánh hả? Thôi cảm ơn con nha, con để dành đi ha. Bánh gì cơ? Con để dành đó mai mốt đói bụng ăn ha. Con đi vô nhà luôn con, vô trong nhà. Thôi con dựng trước đó đi. Né con gái. Con ra đi. Đâu
Rồi Út ơi. Dạ dạ con có. Nó chiếc giường của con vô tới nha. Thích dữ không? Ừ. Gói nữa ta. Gói nữa con. Vô đáp luôn ha. Dạ. Đây cái mình gắp cái giường xong anh ơi, mấy đứa niệm vô. Đó, bữa nay có niệm à, có giường ngủ ngon ha. Lên niệm phải dặm chân. Đúng rồi. Cái giường này mét mấy quên anh? Mét 8. Mét 8 ha. Hồi nãy là giá 1 triệu 6 đúng không? Dạ. Yeah. Em mua tổng cộng hết là 2 triệu 60 ngàn. Do là hồi nãy cũng gấp quá nên là cũng không có biết cái biên lai. Biết thì bây giờ biết được cho. Dạ, yeah, thôi được anh. Con cắt nó vô đi, con để lên cái ghế đi. Cái áo gói á nha. Ngay cái em con gái. Con đang nhìn cái gì vậy? À, thích dữ không? Ừ, tội nghiệp ghê không? Con thấy giường con đẹp không? Đẹp ha. Hửi nữa hả? Trời ơi. Hửi thấy sao? Trời ơi, tội nghiệp ghê. Lần đầu tiên chú Nghĩa mới thấy có người hửi chiếc giường luôn á. Tội nghiệp ghê không? Đâu hử coi, 1, 2, 3. Thôi. Đẹp quá. Vỗ tay thôi. Cái giường này nằm cho con ngủ vivu luôn á. Mày. Dạ. Đóng đúng không? Có búa rồi. Để chút đây. Tội nghiệp ghê không nhìn kìa. Tối nay ngủ ngon không Út? Trời ơi, thức rồi. Thử con. Hồi thơm quá Út ơi. Cái này đánh lên đánh té cái bịch liền quá. Đẹp đúng nè, thấy không? Thấy không? Trời ơi. Đó con. Thôi em giữ chân. Chân
Không có đem đồ chơi lên chơi nha. Lộn rồi, đi quay ngay chỉ kia kìa. Mấy cái đồ vẽ kìa. Vậy nè. Mấy đồ vẽ kìa. Quá đẹp. Sao con thấy giường con đẹp dữ không? Ha. 10 điểm. 10 điểm hả? Nãy cho mấy điểm hả? 100 điểm. 100 điểm luôn hả? Ờ. Ờ, muốn tấm da nhỏ hơn rồi anh ơi. 18. Muốn kéo nó phải vô cho nó căng lên nó mới đẹp. Đó. Đẹp quá à. Từ từ. Con hả? Để xin biển hả? Lấy một cái đồ vẽ bỏ đây nè, xong cho em chù dò rồi mới ra được. Lấy không có. Con ở dài rồi. 5 cái gói, chú Nghĩa mua 5 cái, 5 người. Tôi sẽ bỏ rồi sao? Gửi chân chưa? Chưa. Con lấy đồ vẽ bỏ đây chưa em sao? Ba cái luôn. Rồi. Con qua đây nè, qua đây dậm chân. Trời ơi, mừng kìa. Con ngồi thấy im không? Ngồi với mẹ. Ngồi em đi. Sướng quá trời ơi. Từ từ nha. Hử cái gì vậy? Chú Nghĩa chúc mấy con tối ngủ ngon nha. Ừ. Có ai muốn cảm ơn bà sư cô không? Ừ. Cảm ơn bà sư cô đã giúp cho con ha. Ừ. Rồi Út mừng múa kìa. Con trai là múa luôn biết cỡ nào đó. Được rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi bốn đứa nằm thẳng hàng coi. Trời ơi, đã quá. Rồi Út nằm xuống Út. Đủ mà, dư sức luôn á. Tối ba nằm dưới đây. Đúng rồi. Quá lý tưởng ha. Rồi, bây giờ mấy con ăn vịt quay chưa? Rồi, bỏ đi ăn quay con. Mấy con ăn coi chừng nhiễu dưới giường nha. Cái ghế còn đâu? Con ngồi nhẹ con rồi. Cái ghế còn đâu? Lấy mấy ghế nhỏ ở đây. Ở đây. Con nhẹ rồi. Con nhẹ rồi. Thôi chạy đi lấy tô con. Kêu chị Hai lấy tô luôn đi. Wow. Út ơi coi kìa Út. Ừ. 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 Ừ.
À. Lấy một cái tô mình ghé cho con. Để chén. Con Milo. Chúc mấy con ngon miệng nha. Ngon quá. Ba ăn luôn đi ba. Ba mà ăn đi qua. Ừ. Ba bẻ vậy. Ba bẻ con bánh. Rồi chấm ăn đi lại. Ăn đi coi thấy ngon không nha. Ngon sao nói chú Nghĩa nha nha. Lại. Ừ. Con biết dạy lắm nha. Bỏ lại ba. Quá ha. Con dạy lắm rồi. Đã quá trời. Ngon không? Ngon không? 10 điểm hả? 100 điểm. Ăn thấy sao lại? Ngon không? Trời ơi, sao không ăn thịt? À, tí con ăn sao ha. Ừ. Tội nghiệp ghê. Sáng ngày vô thấy ăn bánh tráng chấm muối ớt. Đói quá đúng không? Ừ. Bữa nay ăn thịt là thấy ngon đúng không? Ừ. Vậy là chút xíu anh đi làm hả? Hôm qua phụ xuống hàng. Phụ xuống hàng hả? Dạ. Lúc nãy thì em cũng có hỏi mấy nhỏ là con có muốn đi học không? Dạ. Nhưng mà em nghe mấy bé muốn lắm anh. Dạ, muốn mấy bé muốn đi học luôn mà giấy tờ giờ chưa có nên không học được. Sao chưa có anh? Này giờ mẹ bỏ đi rồi đó, rồi yeah. Mình làm giấy tờ không có được. Dạ. Yeah. Xã kêu nếu mà làm á là phải xét nghiệm ADN, phải đúng con mình người ta mới làm. Xét nghiệm ADN là đứa 4 triệu mấy. Dạ. Yeah. Nghe anh nói là anh có điện vợ anh được mà. Yeah. Thì em có điện cho vợ em kêu làm giấy tờ giùm mà vợ em không chịu làm. Chỉ kêu vợ anh về ký tên xác nhận được rồi. Nên không chịu. Không chịu kỳ vậy. Nó kêu thôi giờ ông giữ thì ông cứ nuôi đi, tôi không làm giấy tờ gì á. Vậy sao được? Mẹ kỳ vậy. Thì điện nói mấy lần luôn mà không chịu. Dạ. Bây giờ không chịu làm luôn. Bây giờ cái làm giấy tờ nó không học sợ mốt dốt á. Dạ. Giờ con học tới lớp 5 cũng được đó, biết chữ được rồi. Dạ. Sợ giờ ra đường mốt không biết chữ chết luôn. Nhưng mà lúc trước anh với vợ anh có kết hôn không? Dạ không. Cặp ở. Dạ. Nó giờ kêu về làm giấy tờ không làm. Nhưng mà đáng lẽ nếu mà người mẹ thương con thì chỉ về ký tên làm giấy tờ cho con đi học thôi mà, có làm gì đâu. Năn nỉ luôn, bữa năn nỉ luôn rồi về anh kêu thôi để em về, em về. Rồi về xong nó không có làm giấy tờ gì á. Rồi anh kêu thôi rồi xong rồi về bển điện thoại nó thôi con ai giữ thì nấy làm đi chứ giờ bên đó nó không làm giùm nữa. Trời chứ ơi. Vậy á. Rồi mới chạy ấp nhờ chính quyền chảnh làm giùm mà chính quyền giờ cũng kêu giờ chỉ có đường đó mới làm được. Dạ. Mà em cũng không nghĩ là vợ anh cạn tình vậy chứ. Dạ. Con mình sinh ra bây giờ mình không nuôi mà chỉ việc về ký tên một cái để làm giấy tờ cho con đi học thôi mà cũng không làm nữa. Không ký luôn. Nếu mà bây giờ vợ anh mà về ký tên đầy đủ thì mấy nhỏ sẽ được quyền hậu nghèo á, được giúp đỡ nhiều lắm á. Dạ, mà giờ không chịu ký làm. Dạ. Vậy năn nỉ luôn, năn nỉ mấy lần rồi mà cũng thôi. Mỗi lần điện về là hỏi con đâu có, xong mình nói này con này, bốn nhỏ cái nói chuyện được có chút xíu rồi nó ờ về làm giấy tờ cho con đi em. Kêu thôi. Còn ai nó giữ rồi chứ nó không có rảnh, nó đang kiếm tiền, nó nói vậy. Trời ơi. Mấy con ăn ngon miệng nha. Ừ. Rồi mai mốt còn nhớ chú Nghĩa không? Nhớ. Nhớ nhiều không? Nhiều. Mai mốt Út còn nhớ chú Nghĩa không? Còn đúng không? Có ai đút chú Nghĩa miếng không? Cho chú Nghĩa miếng đó được không? Cho đi. Thôi để dành ăn đi ha. Rồi mấy con ăn ngon miệng nha. Hôm nay em xuống thăm anh á thì cũng có cô hàng bên Mỹ gửi tặng cho anh 2 triệu đồng nha anh. Dạ. Dạ. Em gửi cho anh. Dạ, em cảm ơn. Dạ, anh gửi lời cảm ơn cô hàng. Dạ, cảm ơn cô hàng đã giúp đỡ gia đình của em. Dạ. Cảm ơn cô. Cô tặng cho anh chiếc giường này cũng như là chúc cho mấy cho con anh có giấc ngủ ngon nha. Dạ. Bây giờ em cũng về để cho anh đi làm nữa. Dạ. Dạ. Chú Nghĩa về nha. Chúc ngon miệng nha. Mấy con ăn ngon miệng đi. Và một lần nữa em Nghĩa xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip này. Em xin phép khép lại video tại đây ạ. Em chúc tất cả cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe ạ. Chú Nghĩa về nha, bye bye.